Dạ vừa mai chú Chê Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay em vừa về một cái lô giả siêu nụ nữa, cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đây, cái hàng siêu nụ này thì nó nằm ở trong chậu C8 nha. Loại này đã liền cốt gần 3 mùa rồi cả nhà. Cây cành nhánh của nó phải nói là lực vô cùng, lực hơn lực sĩ luôn á. Còn những cái này thì nó đang tạo mầm hoa cả nhà. Nếu mà loại này Tết mà nó cho hoa thì cả nhà biết nó đặc hết trơn, nó đeo đặc luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Đây là cái bộ rễ ha. Còn đây là cái cốt đây. Cái cốt của nó đã liền cốt 100% luôn cả nhà. 3 mùa rồi ha. Đây cả nhà nhìn nè. Mới tạo nụ hoa thôi ha. Mai mốt cái này nó ra nụ nhiều á, cả nhà nhìn thấy là đặc hết. Khi mà chúng ta lãi lá đây là nhìn nụ đặc hết, và đặc biệt là nó rất là dễ cho hoa nha. Đó, cây nó cành cốt như thế này đây. Phải nói là cái lô này cực kỳ đẹp cả nhà. Đó, cái cốt nó to nha, mà đã uống thân giữa hết cả nhà. Uống thân giữa và tụi em đã tháo dây ra luôn, là cả nhà biết là khi mà uống mà đã tháo dây luôn rồi ha. Đó này, cây như thế này. Cái loại này em bán với giá là 190 một cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Cây này nó cao tầm khoảng 2 gang tay của em hơn xíu nha, tầm khoảng 35-40 cả nhà. Cây cái cốt của nó rất là dữ luôn, rất là lực luôn ha. Và đã uống cái thân giữa luôn nè, uống luôn ha cả nhà. Rễ thì nó liền cốt 100% rồi. Đó đây, uống thân lắc luôn. Đó, giá thì có 190 thôi. Cái này 3 cây thì bên em sẽ bao ship, 10 cây thì bên em sẽ tặng một cho chúng ta nha. Cây nó quá trời đẹp luôn cả nhà. Đó, đây nè, cả nhà nhìn thấy mai mốt nó ra cái mầm hoa là cực kỳ luôn. Đó, đây nè, nó mới có búp búp nhí thôi mà nhìn nó đặc vậy. Mai mốt mà nó ra nữa thì nhìn nó đặc kẹo luôn á cả nhà. Đó, đây rồi, giá 190 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship, 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Cây quá trời đẹp luôn nha. Đó, cao từ 35-40 ha. Rồi đây thì 190 một cây, 3 cây bao ship nha cả nhà. Đó, ngoài cái loại 190 thì chúng ta có cái loại lùng lực tàn tròn tán thông hơn, thì là giá 200. Em phân biệt như vậy cho nó dễ phân biệt cả nhà. Cái loại 200 thì nó trong chậu xi măng ha. Cây nó lùng lực lắm nha. Nó lùng lực nhưng nó không có cái chân cao như cái loại kia. Thì cái này nó ai thích lùng lực tán nhiều thì cái loại này là giá 200.000 một cây nha. Đó, cả nhà nhìn thấy là cao khoảng 30-35 thôi. Cái tán nó rất là tròn luôn cả nhà. Rồi, giá thì loại này là 200.000 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship. Cả nhà nhìn thấy nè, cây nó rất là khỏe luôn ha. Đó là hai loại nha. Tiếp tục một cái loại nữa, hàng siêu nụ bên vườn mai nhà em, đó chính là cái loại 140 một cây cả nhà. Đó, 140 một cây. Đây, cây này nó cũng rất là cực kỳ đẹp luôn. Cành nhánh đó nè, cây nào cũng đẹp hết đó cả nhà. Rồi, giá 140 một cây nha. Cành cốt đã vô thân hết rồi, loại này chơi tốt rất là ok, làm giống luôn cả nhà. Rồi, 140 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao ship luôn, 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn nha. Đó. Rồi, tiếp tục bên đây là cái loại 125.000 một cây cả nhà. Đó, 125.000 cây. Loại này thì cành cốt của nó cũng nói chung cũng chơi tết được luôn rồi, lấy bo được luôn rồi cả nhà. Nó cũng chơi tết luôn ha. Giá thì cũng có 125.000 cây cả nhà, những cành nhánh của nó nè. Đó, 125.000 cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta, 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó chính là cái dảo siêu nụ bên vườn mai nhà em ha. Ai thích loại nào xin hãy alo. Rồi thêm một loại nữa cả nhà, đó chính là hàng dảo Thủ Đức nha. Dảo Thủ Đức liền có 3 mùa luôn. Liền có 3 mùa, loại này đa số là hình thú nè. Đó, hình thú nè cả nhà. Đó, cây này rất là đẹp, giá thì 160 một cây nha. Loại này em thả tùm lum hết chứ nó không có uống giống thông nha cả nhà. Đó, 160 cây. 3 cây bên em sẽ bao ship cả nhà. Nhìn cái rễ lô này nè, hình thú nhiều ha. Rồi, bên đây là hàng Đại Lộc chơi tết nữa cả nhà. Giá 140 một cây nha. Đó, 140 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao ship luôn nha. Đó, đây là hàng Đại Lộc nha, giá 140 cây ha. Rồi tiếp tục là hàng bên đây là hàng Phú Tân cả nhà. Phú Tân thì giá 100.000 cây. 3 cây bên em sẽ bao ship luôn, 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Đó, đây, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Ai thích loại nào xin hãy alo cho em. Còn loại nữa cả nhà, em quên nữa, đó chính là Cúc Tân Châu chơi tết luôn nha. Cúc Tân Châu loại này 190 một cây. Cây nó lùng lực cả nhà. Cây nó lùng lực như thế này nè. Cái cốt cả nhà nhìn thấy nè, nó mập lắm luôn. Đó, rễ lô này cũng đẹp luôn ha.
390 cây à. Cúc này 24 và 6 cánh, cúc chơi Tết nha. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo em nha. Xin cảm ơn Vườn Mai Chích Và Bông, cảm ơn đến cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.